Chào mừng các chị đến với series Daily Trade Recap của Fire Trading. Hôm nay là phiên dịch ngày thứ 3, ngày 23 tháng 11 năm 2021. Thị trường ngày hôm nay trong giai đoạn pre-market đã tạo ra khá là nhiều cơ hội, xuất hiện khá là nhiều các cái biến động, có cái biên độ gap up và gap down tương đối lớn. Và nhờ vào việc bắt những cái biến động như vậy trong giai đoạn pre-market, thì ngày hôm nay mình đã phát hiện ra con Zoom Communication cổ phiếu là ZM và RIVN cổ phiếu là Rivian có những cái setup pre-market rất là đáng chú ý. Mình đánh phần lớn các cái lệnh liên quan đến hai cái mảng này dựa theo những cái setup day trade mà mình phát hiện được. Các bạn hãy xem thử những setup day trade này có những tín hiệu ra vào lệnh như thế nào và làm thế nào để giúp cho cái tài khoản của mình stay green ngày hôm nay với hai cái mảng này các bạn ha. Let's do it. Rồi các anh chị, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trading journal tường thuật lại các cái lệnh giao dịch mà mình đã thực hiện trong ngày hôm nay ạ. Hôm nay thì mình đánh hai cái mã là GM, bên cạnh đó thì mình đánh là Rivian. Và cuối cùng là mình đánh con Roblox. Thì cả ba mã này, trong số ba mã thì có hai mã win và một mã là loss. Trong đó mã loss đó là cái mã là ZM, mã Zoom. Đó là cái diễn biến của cái mã này đó. Thì ngay từ đầu phiên mình hướng dẫn cho các anh chị em trong nhóm đánh rất là thành công cái mã Zoom. Nhưng mà Zoom á, mình bị mắc phải một cái lỗi, đó là mình bị over trading với cái biến động của cái mã này. Ngay từ cái giai đoạn đầu phiên của nó các chị, là giai đoạn pre-market đó, mình đã lặp đi lặp lại trong nhóm trước khi thị trường mở cửa là tuyệt đối không được long cái con Zoom khi mà giá nó bước vào cái thời điểm mà market open. Vì mình biết là với cái biên độ giảm điểm vào đầu ngày của nó đó, nó rớt từ cái mức giá là khoảng chừng 243 mà nó rớt xuống tới 215, là bởi vì ngày hôm nay nó có cái earning các anh chị, thì cơ bản là cái áp lực bán này nó sẽ tiếp diễn và nó sẽ còn đi xuống nữa. Cho nên là mình hướng đánh theo là mình hướng short. Mình short cái lệnh đầu tiên mình thành công, nhưng mà cái lệnh thứ hai là mình bị loss. Cho nên là overall á, thì cái lệnh Zoom, cái ticker Zoom là mình bị loss. Nhưng mà hai cái mã Rivian và RBLX là hai cái mã có lợi nhuận ngày hôm nay. Và cái lợi nhuận ở cái mức là khoảng chừng trên dưới là 2.000 đô. Một mức lợi nhuận là mục tiêu của mình cho mỗi ngày giao dịch. Trong đó thì Roblox mình lời khoảng chừng 800 mấy, Rivian lời rất là tốt, lên tới 2.500, nhưng mà con Zoom thì loss lại là 1.300. Thì cái lợi nhuận của hai mã kia nó đã cover rất là tốt cho cái loss của con Zoom. Bây giờ chúng ta hãy xem thử là Zoom mình đánh ở đâu, lệnh đầu tiên mình ra mình vào như thế nào các anh chị ha. Đầu tiên thì Zoom các anh chị thấy là cái diễn biến của nó lúc mà nó mở cửa nó rớt rất là nhanh. Khi nó rớt nhanh như vậy đó, mình chỉ cần mình bám theo cái diễn biến của nó, mình bám theo cái diễn biến của nó khi mình đã rớt thôi, thì đây á là cái thời điểm á mà nó tiếp tục, nó tiếp diễn cái momentum các anh chị, nó tiếp tục cái momentum này của nó. Momentum này là cái bearish momentum á, là xu hướng giảm giá. Thì mình vô một cái lệnh short entry ở đây, tức là mình bán khống với cái kỳ vọng là cái mã này nó sẽ rớt tiếp. Khi mà mình bán khống ở đây á là chỉ trong vòng cả hai cây nến mà thôi, con này nó rớt tiếp là hơn 2%, thì đây chính là cái vị trí mà mình get out. Thì sau cái lệnh đầu tiên á, cái lợi nhuận nó rất là hấp dẫn các anh chị. Lợi nhuận của con này rất là hấp dẫn. Cái lệnh tiếp theo chính là cái lệnh mà mình bị get out, get in bị sai. Tức là cái chỗ này á, sau khi nó rớt tiếp một cái đợt sóng thứ ba, mình lại tiếp tục mình vào cái short entry ở đây với cái kỳ vọng là nó sẽ đẩy về cái mức giá là tầm 200 đô. Đây các anh chị. Tại vì mức giá 200 đô nó đẩy sát xuống dưới đây nè. Thì mình chỉ cần mình ăn khoảng chừng từ 2 cho tới 3 điểm thôi. Bởi vì mình vô một cái position lớn. Mà không ngờ là sau khi mà nó tạo ra được một cái bear flag nhỏ nhỏ, nó không có rớt xuống như vậy, mà nó lại bật ngược trở lên, mức giá là 208. Cho nên là ngay lập tức là mình get out ở đây. Ngay lập tức mình get out ở đây và mình chấp nhận mất luôn cái phần lời của cái lệnh đầu ngày của con Zoom. Cho nên thành ra là mình bị lỗ là 1.300 đô. Sau đó thì các anh chị thấy là xu hướng của con này nó tiếp tục nó rớt nữa. Đúng như dự đoán của mình là đi theo hướng xuống, nhưng mà do mình bị dính cái lệnh này đó, nó chuyển từ lời sang lỗ cho cái ticker Zoom, cho nên là mình không đánh nữa. Sau đó mình chuyển sang cái con Rivian thì sao?
Riven thì ngày hôm nay mình chỉ đánh một lệnh duy nhất và mình cho nhóm đánh cái lệnh của Riven này ở ngay cái đợt pump tốt nhất, gần như là tốt nhất của nó trong ngày. Lý do tại sao mình lại đánh cái con này theo cái xu hướng là đi lên và mình cho nhóm vô cái mức giá rất là hợp lý các anh chị, tầm là 115.30. Đây là cái giá entry của nhóm mình ngày hôm nay. Của nhóm mình ngày hôm nay. Tại sao vậy ạ? Tại vì khi mình đã rớt, lúc mình đã rớt xuống cái mức giá là 113.20 đó, các anh chị thấy là ở bên đây á, nó có nguyên một cái vùng hỗ trợ rất là tốt ở đây nè. Đây chính là cái vùng hỗ trợ của nó. Thì khi nó rớt xuống cái vùng này mà nó hold á, mình chờ cho nó đảo chiều xu hướng. Đây là cái quá trình mà đảo chiều xu hướng. Ngay khi mình vừa thấy nó đảo chiều xu hướng là mình cho vô ở 115 Fed 30. Và bất cứ cái mức giá nào mà vượt qua cái đỉnh cũ của nó ngày hôm nay là khoảng chừng 118 là cái mức giá mình cho get out. Đây tức là cái vùng giá là mình cho get out là 118 and up. Cho nên là cái biến động của cái mã này á, nó được pump lên rất là nhanh, cho nên cái lợi nhuận của mã này nó rất là lớn, lên tới là $2,500. Cuối cùng thì mã Rublos thì đây là một cái mã nó có cái biên độ dao động cũng hấp dẫn. Hôm nay mình chọn các cái ticker mình đánh á, đều là các cái ticker có cái biến động tốt cả. Rublos thì mình thấy đầu giờ của nó tạo ra một cái triple top mô hình 3 đỉnh. Chỉ cần vẽ một cái đường hỗ trợ xu hướng ngắn hạn như thế này thôi các bạn. Thì đây chính là cái điểm mà mình vô short cái con Roblox. Mình short ở mức giá tầm là 120. Giá tầm 120. Và mình chỉ chờ cái như vậy thôi. Mình chỉ chờ nó rớt đúng một nhịp thôi các anh chị. Xuống tầm là khoảng là 119. 119 là mình get out. Đó là một cái lệnh scalping đúng nghĩa. Và cái lệnh scalping này chỉ trong vòng có 3 phút thôi. Nó tạo ra một cái lợi nhuận lên tới là gần 1%, 0,9 gần 1%, đúng một điểm. Cho nên là với 1.000 share position các anh chị, thì con drop loss này mình thắng được là $882. Và quan trọng hơn hết là mình keep cái account của mình nó green for another day. Sau một cái ngày có cái big win như ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì cái lệnh, cái ngày giao dịch của mình nó có cái lệnh, có cái ngày rất là, có profit rất là lớn. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục mình keep cái consistency đó, mình keep cái sự ổn định đó. Đó là cái mục tiêu trong cái lĩnh vực day trading này của mình. Tức là giữ mỗi ngày ở trong cái phạm vi lời lỗ cho phép của một day trader các anh chị ha. Thì đó là toàn bộ ba cái mã mình đánh Zoom, RIVN và Roblox trong phiên giao dịch ngày hôm nay ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong phiên giao dịch ngày mai nhé.